Giới thiệu mọi người hôm nay ấy, thì Mộc giới thiệu mọi người cái bộ thùng nghe ấy, mọi người. Nhưng mà thùng nghe chất liệu này nó lại là chất liệu là gỗ chèm bông vàng, mặt bàn mặt ghế của nó là gỗ xoan đèo, và một bộ này thì nó chỉ có 9,5 triệu một bộ như thế này thôi. Thì quan trọng là chất liệu của nó thôi nhé mọi người nha. Chất liệu này như mấy cái clip mà Mộc quay cho mọi người ấy thì nó là gỗ gõ đỏ thì nó mắc tiền, còn cái loại này chất liệu của nó là gỗ thường hơn thì nó rẻ tiền. Bộ này 9,5 triệu một bộ nhé mọi người. Cái thùng nghe thì chất liệu này là gỗ chèm bông vàng, thì sao mọi người biết thì Mộc sẽ lật chầm cho mọi người coi. Thường về tỉnh là mọi người hay nói là gỗ sen đào rồi nọ, là nó không có đúng đâu nhé mọi người nha. Thường về tỉnh người ta nói là gỗ sen đào bán 13-14 triệu, mua tưởng gỗ sen đào thiệt, nhưng mà thực ra cái này là gỗ chèm thôi nha. Đó, mọi người coi cái gỗ chèm này, cái này là gỗ chèm lai, chèm trồng bình thường thôi, thì nó có cái phần giác trắng à. À, phần lõi à, ấy thì nó có hai màu, màu này màu ngà ngà của nó này, đó, à, Mộc để trong kho trong xưởng gà nó ị lên, đó, thì cái này để cũng rất là khô rồi, nói chung xài bộ này xài khoảng 15-20 năm thì bình thường vô tư, nhưng mà nó xài cũng ok mọi người, thì chất liệu gỗ tầm trung trung thì mọi người xài những bộ như thế này thôi, còn kêu biết gỗ gõ đỏ hay gỗ cam xe nó xịn thiệt. Biết là xịn thiệt nhưng mà nó lên 28-29 triệu sao mà mua. Thì mình xài gỗ tầm trung trung thì mình xài gỗ chèm này thôi được rồi. Đừng có về tỉnh nghe nó nói thôi bây giờ mình muốn mua tầm gỗ khá khá hơn chút, mình mua gỗ sen đào đi. Hồi nó lấy cho bộ gỗ chèm ở sơn màu gỗ sen đào bán cho 13-14 triệu. Thì cái đấy này rất là ngu nha mọi người. Đó, nên mọi người mua của Mộc thì Mộc sẽ nói cho mọi người là đúng gỗ. Đó, gỗ chèm xài rất là tốt. Nói chung là xài tầm gọi là được. Thì dưới hai tay ghế của nó là có hai con sư tử đó, nó sẽ ghép đây, Mộc sẽ cho mọi người coi này. Đấy, nó sẽ có phần ghép như thế này đấy, phần này phần rác trắng này, còn phần này phần lõi này. Thì cái gỗ chèm trồng ấy thì nó sẽ có các phần như vậy, mà bộ này gọi là sơn gọi là khá đẹp mọi người, sơn này là sơn bóng sáng thì mọi người thấy nó khá là sáng, khá là bóng và rất là thích, ngồi cũng rất là đã mọi người, ngồi cũng làm cong lượn như các hàng gõ luôn, nhưng mà mình thay qua cái chất liệu thôi. Đó, một bộ về 9,5 triệu rất là sang rồi nhé mọi người nha, mua tận Mộc và khu làng nghề luôn, sản xuất thì nó sẽ rẻ hơn. Đó, nên Mộc bán rất là chạy luôn. Đó, cái bàn ở dưới này nó có cái tầng để báo, mọi người có thể để báo để đồ bên phía dưới này. Đó, đấy này, dưới để báo để đồ. Cái bàn này là bàn kẹp nhỏ phía dưới đấy, dưới này nó cũng có tầng để báo. Và cái góc này thì nó cũng là mấy cái con sư tử đây này. Đấy, mặt này mặt gỗ xoay này, mặt này cũng là gỗ xoay này. Thì mọi người lúc mà mọi người lật ra mọi người nhìn ấy, thì mọi người sẽ thấy cái phần này nó màu hơi cam cam này đấy, còn phần này thì nó là màu trắng với cái màu nâu đấy. Thì này là gỗ chèm thôi nhá. Đấy. Còn đây là băng ghế dài. Đó, ở trên này chạm hai con sư tử tranh gọi cầu. Con này là con nghê mọi người, nhưng mà Mộc thích gọi là con sư tử. Mộc thích gọi là con sư tử. Tựa này dày 3,5 phân. Đấy, làm cũng khá là dày. Đó. Cái dáng cong mọi người, cái mặt này nó lượn này, mọi người để ý cái mặt này làm lượn này. Thì mọi người ngồi xuống nó trượt cái mông mọi người xuống. Đó, ngồi vô. Đó, rất là đã. Hàng này 9,5 triệu. Đấy, tay ghế tay con nghe. Tay ghế cong luôn này. Lượn bò luôn, dưới con sư tử, khá là đẹp. Đấy, 9,5 triệu một bộ. Thì Mộc sẽ miễn phí vận chuyển tận nhà mọi người, bán kính là 40 km. Đấy, thì bảo hành 1 năm. Bảo hành mọt với cả nứt xé mặt.
rụng tay chân ghế. Nếu mọi người để ở phòng khách mọi người ấy, thì bộ này sẽ chiếm diện tích ấy, là chiều dài là 2m3, ngang 2m8 trong một bộ như thế này. Đấy, ngang 2m8, dài 2m3. Thì cái bàn ghế dài của nó là dài 1m87, sâu là 71. Đấy, cao từ đất lên trên đây là 1m13. Bàn này là 1m17, ngang 57. Cái bàn kẹp này là 57 vuông. Hai cái ghế đơn này là ngang là 79, sâu là 71. Bộ này nó khá là sâu đó mọi người. Đó, nên ngồi cũng rất là đã. Phải 9 triệu rưỡi thôi. Đó, mua tận mộc thì rẻ được 3 triệu mấy á mọi người. Đó. Rồi, chào mọi người nha.